Các bạn nhìn thấy cái lô ổ cứng mà Tùng mua đồng nát này, đang ngồi test từng chiếc, ổ cực kỳ ngon các bạn nhé. Tốc độ ổ là 12, 13 này là cực kỳ ngon, không có một vết nào ở cái màu dưới này, là rất ngon. Và đây là cái bộ cây đồng bộ này, thực sự là cũng chưa thử. Các bạn xem cái video đồng nát rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xem nó sống chết và chúng ta có thể chơi game trên những cây đồng bộ này không. Và qua đó rất mong sẽ có những cái chia sẻ để cho các bạn có thể nâng cấp những cái cây đồng bộ để chơi game một cách tiện ích nhất nhé. Đầu tiên là chúng ta phải cầu trời cầu Phật cho nó sống đã. Ồ chết cha, mình chẳng biết tháo kiểu gì. Ồ hóa ra là như vậy. Đây toàn bộ đây. Những cái như ổ cứng thì mình đã tháo, mình để ra ngoài rồi. Vì vậy là nếu mà nó có chạy, ông bà ông vải có thương mà cho nó chạy, thì chúng ta cũng sẽ chạy ổ SSD nhá. Đây các bạn nhìn những cái nguồn này, họ ký này, ký bảo hành này, ký bảo hành đồng bộ với nhau này. Đây là mã gì đây? Ồ, khó nhận dạng, ở đây rất khó nhận dạng các bạn nhá. D03S. Ở đây Dell 7010. Không còn có thông số gì cả. Các bạn nhìn thấy đây nó đề có i3 và chạy Windows 7 này. Thì ở cái video trước Tùng tháo ra thì toàn bộ là G630. Chắc là đã bị anh em thợ đi sửa phủ phép rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải cho CPU vào xem nó lên hình không. Và đây mình đã chuẩn bị đồ để cho vào để test để game đây. Mắc RAM luôn các bạn nhé. 8GB này, mỗi 4 thanh 2GB tiết kiệm chi phí. Ném thêm một con i3 đầu 2 hoặc đầu 3. Với những dòng đồng bộ nó hơi kén, vì vậy mình tạm thời mình lắp CPU đầu 2 để có thể chơi được FIFA nhé. Và một chiếc cạc đồng bộ để các bạn có thể quẩy LOL, GTA ở mức thấp và FIFA. Quan trọng là nó phải lên hình đã. Chúng ta cầu chúc điều đó xảy ra. Đúng là không biết làm cái gì nó cũng khó khăn. À đây. Đây, nhưng tất cả những cái này chúng ta có thể vứt đi được đấy các bạn nhé. Không cần làm gì cả, để cho nó thoáng và đẹp. Đây cũng là cái video giúp các bạn có thể nâng cấp những cái bộ cây đồng bộ nhé. Tất nhiên là khi chúng ta kiếm những cạc màn hình khủng cho cây đồng bộ thì nó hơi khó khăn trong quá trình chúng ta tìm kiếm một chút. Nhưng không có gì, có tiền là có thể có tất cả. Quá trình các bạn mua RAM về nó không nên, các bạn nhớ cấm đi cấm lại vài lần nhé các bạn nhé, là sẽ ok thôi. Vì trước khi xuất RAM các bạn mua ở đâu thì đơn vị nào họ cũng test thôi. Vì quá trình test một thanh RAM nó chỉ mất có chưa đầy 30 giây. Vì vậy là chắc chắn họ đã test. Quan trọng là main của chúng ta và khe RAM của chúng ta thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test. Chúng ta sẽ test game ngay bây giờ. Thường thì theo quan điểm Tùng, cái bộ này chúng ta chỉ có thể quẩy được LOL và FIFA và CSGO. Ok, chúng ta cùng nhau đi test game nhé. Chúng ta chỉ test đó là FIFA các bạn nhé. Vì LOL với cấu hình 8GB RAM và GT730 1GB RAM 5 64 bit, cộng với đó là i3-2120, chắc chắn quẩy được LOL. Chúng ta đang thấy FPS của LOL khoảng 80. Còn đây là FPS của FIFA, chúng ta đang được ở trạng thái khoảng 30. Mượt mà tất cả mọi thứ nhé. Đây cũng là cách để các bạn nâng cấp các cái cây đồng bộ. Cần mua hàng các bạn vui lòng call 0906 010103.